Pháp thân mến chào cả nhà. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quay trở lại video tiếp theo của Pháp nha. Pháp xin chúc cả nhà mình một buổi tối thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay thì ba anh em Pháp vẫn tiếp tục đi lặn biển ở ngoài điểm tàu chìm. Ngày hôm qua thì Pháp cùng với em Kiệt đào cá mó với lại sò dương nữa. Cái điểm này thì mấy anh em Pháp lặn sò dương cũng nhiều đó. Nói chung nhiều thì cũng không có nhiều, nhưng mà cũng được 5-6 kg, 6-7 kg gì đó của chú anh chị. Thì ngày hôm nay mấy anh em Pháp ra để lắng ra thêm, để thả nha. Hôm qua thì kiếm mấy anh em người 500 ngàn, cũng nhiều quá cô chú anh chị. Tại vì lúc giờ ghe đi thì không có bao nhiêu. Ngày hôm qua thì kiếm ăn được. Pháp cùng với em Kiệt và em Tí cũng đã tới cái chỗ neo rồi. Hiện tại thì xung quanh ở chỗ Pháp lặn á, cũng có rất là nhiều chiếc ghe ở về Pháp lặn luôn. Lặn ngoài này thì cách bờ cũng tầm khoảng 7-2 lý thôi cô chú anh chị. Mà anh em thì dậy rất là sớm để đi ra chạy ra, nó xa quá. Khi em Tí thì chạy cũng lâu quá cô chú anh chị, chạy ra một tiếng mấy đồng hồ nữa. Giờ này thì ba anh em Pháp cũng đã ăn cơm xong rồi. Giờ chuẩn bị xuống vào đồ để săn bắt hải sản nha. Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với Pháp qua những video. Chú hôm đang giật mực này cô chú anh chị. Hôm bữa thì Pháp quay chú giật còn có khí á. Nè, đó mực á. Đã quá. Rồi, Pháp cùng với em Kiệt đã vào đồ xong rồi. Giờ nhảy xuống săn bắt hải sản ở tại cái điểm tàu này nha. Hiện tại thì Pháp đang lặn mực nước dê vào khoảng từ 8 chai tây. 8 chai tây thì cũng mười mấy mét nước á cô chú anh chị. Pháp cùng với em Kiệt nhảy chung luôn nè. Có quỷ thì nước hôm nay rất là trong này cô chú anh chị. Nước trong như thế này thì rất là thuận tiện mấy anh em Pháp bắt hải sản. Mới nhảy xuống thì em Kiệt có bắt được một con ghẹ mặt trăng này. Con này chắc thịt thì mấy anh em Pháp bắt, còn mà ốp thì không bắt nha. Chỗ này thì Pháp có gặp được một con ốc mỡ. Ốc mỡ hiện tại giá của nó tầm khoảng 60 ngàn một ký thôi. Ốc mỡ đá thì 70 ngàn. Chỗ đây thì cũng có được một con ốc mỡ nữa. Chạy tới chỗ này thì em Kiệt có phát hiện ra một con cá mó. Pháp cũng phát hiện một con nó đang nằm nữa nè. Đó, Pháp đang cố gắng quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, nó chui xuống dưới lòng đất rồi đó. Pháp chờ em Kiệt bắt con này, rồi qua bắt con cá mó đó luôn nha. Cô chú anh chị mình biết vì sao Pháp không quay cái khúc đó không? Tại vì bắt nó rất là lâu nên Pháp tóm tắt lại cho nhanh. Pháp đã bắt con cá mó đó rồi nè. Chỗ này thì có một con ốc mỡ luôn. Chạy tới chỗ này thì Pháp chụp được một con ghẹ mặt trăng. Còn có nơi gọi là ghẹ ba chấm đó cô chú anh chị. Em Kiệt thì đang phát hiện ra có một con bạch tuộc nó ngụy trang xuống những cái vỏ sò này. Bạch tuộc thì giá của nó cũng tầm khoảng 150 ngàn một ký thôi. Chạy tới chỗ này thì em Kiệt đang bắt thêm một con cá mó cát nữa. Cá mó cát thì con nào con nấy to to không thôi. Nhìn em Kiệt cột cái đùm tóc rất là dễ gai. Chỗ này thì Pháp lại bắt thêm được một con cá mó nữa luôn. Ui, nó chạy xuống lại dưới cái hang rồi nè. Pháp đã moi nó lên lại rồi nè cô chú anh chị. Cá mó con nào con nấy rất là to nha. Mấy ngày trước thì mấy anh em Pháp bắt nhiều lắm. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con ghẹ mặt trăng. Con này nó đã bị ốp rồi nên Pháp không có bắt nha. Thêm được một con nữa luôn nhưng mà nó đã mang trứng rồi cô chú anh chị. Ghẹ mang trứng thì mấy anh em Pháp cũng không có bắt luôn. Em Kiệt thì đang chỉ Pháp một con gì đây. Thì ra là một dấu tích của con sò dương hay sao á cô chú anh chị. Không phải rồi, là một con ghẹ nó đang nằm. Nó phả qua một lớp cát trắng á. Pháp tưởng đâu là sò dương nó nằm. Một con ghẹ mang trứng nữa. Chạy tới chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một dấu tích.
của con bạch tuộc nó nằm xuống dưới cát luôn, nó đang lủi xuống á. Phía chỗ này thì Pháp đang ra ký hiệu cũng có thêm con bạch tuộc. Thì ra là nó có hai con nó nằm ở tại chỗ này nè. Pháp lại moi được thêm một con cá mó nữa luôn. Em Kiệt ra ký hiệu với Pháp là con sò gì đó. Thì ra là em Kiệt chỉ cho Pháp một dấu tích của con sò dương nè. Không biết cô chú anh chị mình nhìn có thấy nó hay không nữa. Nó phá qua một lớp cát không thôi. Chỗ này thì em Kiệt cũng chỉ Pháp thêm được một con nữa luôn nè. Công nhận thì em Kiệt chắc là nhanh nhẹn. Em Kiệt thì cũng muốn lặn dắt sành rồi đó. Chỗ này thì Pháp cũng được thêm một con cá mó cát nữa luôn. Chỉ cần chỉ qua một hai lần thôi là em Kiệt đã biết rồi. Đây giờ cô chú anh chị, em Kiệt bắt được một cặp ghẹ này. Wow, một con ghẹ nhàn rất là to luôn. Còn gọi là con ghẹ xanh đó cô chú anh chị. Con đó thì ít nhất cũng phải trên 300g nè. Con ghẹ cái này, con ghẹ cái thì chỉ có một càng thôi. Em Kiệt rất là may mắn. Con ghẹ đó mà em Kiệt đo hơn một gang tay. Chỗ này thì Pháp lại chụp được một con ghẹ mặt trăng, nó đã mang trứng rồi. Pháp đang ra ký hiệu của em Kiệt là khi mà bỏ ghẹ có trứng xuống á, mình phải đào một cái lỗ ra rồi mới là dập nó lại. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con ốc mỡ nữa, ốc mỡ đá. Phía trước của Pháp có một con bạch tuộc nè. Bạch tuộc thì nó chỉ có lay dai thôi. Chạy tới chỗ này thì có thêm được một con ghẹ nữa luôn rồi. Con này có vẻ là chắc thịt. Pháp đưa cho em Kiệt bỏ vào cái miệng hôm á. Bỏ vào thì nó nhanh lắm. Chỗ này thì một con bạch tuộc nó nằm trong cái vỏ sò này. Ui, bạch tuộc to lắm. Đây giờ cô chú anh chị, Pháp phát hiện ra có một con ghẹ rất là to luôn. Thì ra là một con ghẹ xanh. Ui, con này thì cũng to lắm. Công nhận thì cái điểm tàu chìm này á, con nào cũng lấy to to thôi. Ghẹ cô chú anh chị. Chạy tới chỗ này thì em Kiệt đang chỉ Pháp một con gì đây. Pháp nhìn thì không có rõ luôn. Thì ra là một con sò dương đó. Ui, nó nằm bánh khó thấy lắm. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con sò dương này. Pháp chỉ lại cho em Kiệt nè. Con này nó há họng hay sao? Nó bị có ốc mỡ hay sao á cô chú anh chị. Em Kiệt thì đang có bắt một con cá đuối ghim. Rồi, đã bị được hai cái gai rồi. Lúc trước thì em Kiệt bị còn một cái gai luôn, lên bạn Linh bắt khôn luôn á. Có con thì nó cả ba cái gai lận. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra một dấu tích của con gì đây. Thì ra là con sò dương của chú anh chị. Chỗ này thì cũng có thêm một con nữa luôn rồi. Hà Niệm Pháp chạy đúng cái luồng của nó. Chạy thì gặp chỗ á mới là có nha. Thêm được một con cá đuối ghim nữa. Hai cái gai con cá đuối ghim á thì nó cũng giòn lắm. Bể nó kêu cái cắt. Còn con cá đuối ngợi thì có con, cái gai của nó giòn, có con thì nó dẻo. Đây là một dấu tích của con sò dương nữa nè. Sò dương size loại này thì size chung thôi, 6-7 con một ký. Chỗ này thì em Kiệt cũng gặp thêm được một con nữa luôn rồi. Quá là đã. Pháp đang moi một con cá mó cát lên rồi nè. Em Kiệt dùng cái con ốc mỡ á để quẹt quẹt cái con sò dương. Thử nghiệm xem thử nó có nhảy lên hay không nha. Lúc trước thì em Kiệt thử nghiệm một lần rồi, nó búng lên, nó búng xa lắm.
Chỗ này thì em Kiệt lại chỉ pháp thêm được một con sò dương nữa luôn rồi. Lúc trước thì mới đi á, pháp chỉ dấu tích sò dương cho em Kiệt. Nay thì em Kiệt đã sành rồi nên em Kiệt chỉ lại cho pháp quay luôn. Em Kiệt thì đang bắt một con cá mó này. Chạy tới chỗ này thì pháp lại gặp thêm một con ghịa mặt trăng, nó đang mang trứng nữa. Ghịa mà nó ốp á là do trời sáng trăng á nên nó bị là ốp nha. Còn mà tối trời thì con ghịa nó sẽ chắc thịt. Đây giờ cô chú anh chị, pháp gặp được thêm một con ghịa so, gọi là con ghịa cái nha. Em Kiệt thì đang moi con gì đây, chắc chắn là một con cá mó cát nữa luôn rồi. Đó. Chỗ này thì là một dấu tích của con ghẻ nữa, con ghẻ mặt trăng. Có vẻ con ghẻ này nó đã bị ốp rồi cô chú anh chị. Phá bếp bóp vào thì nó mềm. Hiện tại là cái kính lặn của pháp á, nó đóng mồ hôi rất là khó chịu luôn. Pháp cũng có một khán giả góp ý cho pháp là mua củ khoai tây á, mình chà lên thì nó sẽ không đóng mồ hôi, nhưng mà pháp chưa có thực hiện được. Từ sắp tới thì pháp thực hành thử xem thử nó có đóng mồ hôi hay không nha. Pháp thì cũng đã dùng kỹ thuật lấy nước trong kính lặn ra rồi. Chạy ra chỗ này thì pháp gặp thêm một con ghịa nó đang mang trứng nữa luôn. Ghịa mang trứng thì cũng nhiều lắm, nhưng mà mấy anh em pháp không có bắt nha, để cho nó sinh sản. Chỗ này thì cũng có thêm được một con nữa luôn rồi. U thì ra là nó nằm một cặp á cô chú anh chị. Con này nhỏ này, cái cặp này á, một con cái và một con đực nha. Con nhỏ thì pháp không bắt, pháp bắt con lớn. Con lớn chắc lắm. Chỗ này thì cũng có một con nữa. Con này thì bị ốp rồi cô chú anh chị. Pháp bóp thì nó mềm mềm mềm. Tới chỗ này thì pháp được thêm một con sò dương. Sò dương hiện tại loại này giá cũng 200 ngàn một ký. Pháp cũng được thêm một con và một con ốc mỡ nữa luôn rồi. Hai con ốc mỡ luôn. Em Kiệt quạt ra một đống bụi luôn cô chú anh chị. Đang bắt cái con cá mó đó. Khi mà bắt cá mó quạt ra bụi không thôi. Chỗ này thì pháp cũng gặp được thêm một con nữa. Bắt cá mó nó đau mấy cái đầu ngón tay lắm, do mình moi sâu xuống dưới đất á nên nó đau nha. Mấy niệm pháp phải dùng băng keo băng lại. Em Kiệt thì cũng được thêm một con. Chạy tới chỗ này thì pháp cũng được thêm một con nữa này. Nói chung á, cá với sò á, mình đi đúng cái luồng của nó mới là nó có dai dai nha, còn không có là chạy thí luôn. Chỗ này thì pháp phát hiện có một con bạch tuộc rất là to, nó nằm trong mấy cái vỏ sò á. Đó, đã không? Nó to nhiêu đây thôi, nó không có to lớn nữa đâu. Loại này thì tầm khoảng 8 con một ký. Em Kiệt chỉ pháp cái con gì đây thì ra là một con bạch tuộc nữa. Nó nằm nó lòi hai con mắt lên, nó nghỉ trang xuống dưới đất. Ui, con thứ hai này cô chú anh chị. Chắc chắn là bạch tuộc này là một cặp, nhưng mà không có phân biệt con nào được con nào cái nha. Bạch tuộc quá cô chú anh chị. Tới chỗ này thì em Kiệt lại moi thêm được một con cá mó rất là to nữa luôn. Cô chú anh chị mình mà có muốn thưởng thức những con cá tươi, cá mó của pháp á, thì cứ thêm bạn Zalo của pháp. Nhưng mà ở Sài Gòn rồi thì pháp sẽ ship nha. Pháp mà đi có thì pháp sẽ ship cho cô chú anh chị mình thưởng thức cá mó đó, ăn ngon lắm, dai thịt nữa. Chạy tới chỗ này thì pháp phát hiện thêm được một con sò dương nữa luôn. Sò dương thì nằm mánh cái dấu vết của nó cô chú anh chị, coi như là không thấy đâu luôn. Đi rất là chậm, hai anh em đi từ từ thôi. Chỗ này thì cũng có thêm được một con nữa luôn rồi. Ở quê pháp gọi là con sò ngọt, do ăn cái thịt nó ngọt hay sao á. Chỗ này thì có một con ốc mỡ nữa. Đây nè cô chú anh chị, một dấu vết của con sò dương nó đang nằm nữa nè. Nó phả qua một lớp cát mịn màu trắng á. Phía trước thì có một con ốc mỡ nữa luôn. Hôm nay hai anh em pháp thì đi đúng cái luồng
thả theo đúng cái luồng á, một cái đường đi á cô chú anh chị. Sò thì bắt chắc là đã tay, với lại cá nữa. Em Kiệt thì bắt thêm một con nữa luôn rồi. Chạy tới chỗ này thì hai anh em Pháp gặp một anh bạn ghe lặn sát bên này, bắt ngao chọt rất là nhiều luôn. Anh này thì mấy anh em Pháp cũng quen nha. Giờ anh em thì gặp nhau là hay quẩy tay chào lắm, có khi thì bắt tay luôn. Chỗ này thì Pháp bắt được một con cá mó nữa, chỗ đây thì cũng có thêm được một con nữa luôn rồi. Còn cá mó thì nó khôn lắm, khi mà trời lửa thì nó chui xuống cái hang nó nằm không thôi, nhưng mà không có thấy cái hang nó đâu, do nước lửa nên nó khỏa lấp hang nha, không có biết được. Một con cá đuối ghim này, con này thì nó đang mang bầu mà anh em không có bắt. Chỗ này thì em Kiệt phát hiện ra có một con bạch tuộc to nữa. Tới chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con ghẹ mặt trăng, con này thì nó cũng bị ốp luôn rồi. Thì ra là có một con bạch tuộc nó núp trong cái quả sò bánh tráng này. Ui, nó chạy rất là nhanh luôn rồi. Rồi nó chạy mất cái dép luôn, không thấy nó đâu luôn. Pháp phát hiện có một con cá mó cát nè, rồi nó đã chui xuống dưới. Em Kiệt thì moi nó lên luôn rồi nè. Chạy tới chỗ này thì Pháp chụp được một con bạch tuộc rất là to nè. Pháp nghĩ thì con bạch tuộc to hồi nãy nó chạy đi á cô chú anh chị, nó tới đây nó nằm nè. Chỗ này thì em Kiệt lại bắt thêm được một con bạch tuộc nữa luôn rồi. Đó, phía trước của Pháp là một con ghẻ nó đang nằm nữa nè. Con này thì không biết ốp hay chắc đây. Có quỷ thì con này nó bị ốp rồi cô chú anh chị. Chỗ này thì Pháp cũng moi được thêm một con cá mó nữa luôn. Có một con ghẻ mặt trăng nữa nè. Mấy cái con mà nó nằm á, con ghẻ mà nó nằm nó nhô cao á, dễ thấy á, là mấy con ghẻ ốp. Con ghẻ đây chắc nè, nên Pháp bắt. Chỗ này thì Pháp lại gặp thêm được một con bạch tuộc. Nó bám vào cái vỏ sò bánh tráng á. Phía trước cũng là một cháu quết của con ghẻ mặt trăng. Hai con luôn cô chú anh chị. Giờ Pháp chờ Em Kiệt tới để bắt nó nha. Chỗ này thì Pháp gặp một con ốc mỡ. Tới chỗ đây thì em Kiệt bắt được một con cá mó nữa nè. Phía trước của Pháp có một con sò mai sập luôn. Đó, nó nằm đó. Pháp chỉ cho em Kiệt cái mánh cá mó khác, không biết em Kiệt moi có nó hay không nữa. Chỗ này thì Pháp chụp được một con ghẹ, nó đã mang trứng luôn rồi. Em Kiệt thì cũng đã moi cái con cá mó cát lên rồi nè. Đó, chạy tới chỗ này thì có một con ghẹ nữa luôn. Em Kiệt chỉ cho Pháp tới quay á, nhưng không may nó đã mang trứng luôn rồi. Đây nè cô chú anh chị, một dấu tích của con sò dương nó nằm nè. Em Kiệt thì chỉ cho Pháp có một con bạch tuộc ở phía trước. Đây nè, nó nằm nè. Thì ra là có hai con của chú anh chị. Một con ghẻ nó nằm nè. Đó, con đó bị ốp luôn rồi. Rồi con cá mó cát Pháp bắt thì nó chạy rồi. Chỗ này thì Pháp cũng gặp thêm một con sò dương. Em Kiệt thì đang gặp một con ghẹ này, dấu tích ghẹ nó nằm đó, dấu vết đó. Con ghẹ mặt trăng nữa nha. Con này có vỉ chắc này cô chú anh chị. Em Kiệt đưa ngón tay á, chắc thật rồi. Chỗ này thì Pháp gặp một con sò điệp bay. Sò điệp bay này rất là giá cao nha. Một con sò bánh tráng. Sò bánh tráng thì giá của nó cũng trên 10.000. Chạy tới chỗ này thì cũng gặp được thêm một con sò điệp bay 2 với lại một con ốc mỡ. Phía trước là một con ghẹ nữa, ghẹ mặt trăng mang bầu.
Em Kiệt thì gặp được một dấu tích của con ghẹ nữa luôn rồi. Con này thì nó cũng mang trứng nữa luôn rồi. Con này to lắm. Chạy tới chỗ đây thì Pháp lại gặp thêm được một dấu tích của con sò dương. Phía trước của Pháp là một dấu tích của con ghẹ nữa cô chú anh chị. Một con ghẹ mặt trăng mang trứng nữa. Hôm nay thì ghẹ trứng rất là nhiều luôn. Đây rồi, Pháp đang ra ký hiệu một dấu tích của con sò dương nó đang nằm mánh này. Quá là đã luôn. Hôm nay hai anh em bắt sò dương cũng nhiều đó. Chỗ này thì Pháp cũng gặp được thêm một con nữa luôn rồi. Nó phả một lớp cát đó. Còn hải vị thảm này. Em Kiệt thì gặp được một dấu tích của con ghẹ. Wow, một con ghẹ so. Còn đây nó bị ốp vậy cô chú anh chị. Ghẹ so mà bị ốp thì mấy anh em cũng không có bắt nha. Ăn cũng không có ngon, với lại bán không có mua. Chỗ này thì cũng có một con sò dương nữa nè. Phía trước của Pháp là một dấu tích của con ghẹ. Đó, con này có vẻ như là rồi nó ốp rồi. Pháp bóp cái yếm á, nó mềm. Rất hiếm lắm mới là quay được những cái cảnh này nè cô chú anh chị. Thường thì con cá mó cát nó thấy mình là nó chui xuống dưới đất thôi. Nhưng mà con này thì nó rất là mạnh dạn luôn. Nó đã chui xuống rồi, em Kiệt đang moi nó lên nè. Pháp bắt được thêm một con ghẹ, con này chắc thịt lắm. Chỗ này thì Pháp lại moi được thêm một con cá mó. Phía trước của Pháp có một con ốc tỏi, nó có đang ăn con nhum này. Chạy tới chỗ này thì Pháp gặp được một con ghẹ nữa luôn. Ui con này to lắm nha. Con này to. Con này phải hơn một ngang tay của Pháp. Nhưng mà nó đã bị ốp. Ghẹ ốp thì hôm nay hai anh em gặp cũng nhiều. Với lại ghẹ trứng nữa. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con ốc tỏi nó có đang bò đi. Tới chỗ đây thì Pháp cũng gặp thêm một con ghẹ. Con này chắc thịt nhờ của chú anh chị nên Pháp đưa cho em Kiệt bỏ vào cái miệng hôm này. Phía trước của Pháp cũng có được một con ghẹ nữa luôn. Pháp bóp thì nó hơi mềm. Chỗ này thì cũng gặp được một con nữa luôn nè cô chú anh chị. Ghẹ mặt trăng này á mà chạy gặp chỗ á, hai anh em bắt đã tay lắm. Con này chắc thịt nha. Pháp bắt. Chỗ này thì em Kiệt gặp được một con nữa luôn rồi. Ui thì ra là nó nằm hai con. Đây nè cô chú anh chị, chỗ này thì Pháp phát hiện ra hai con nó nằm kế bên luôn. Hai con này thì đều chắc thịt nha. Do nó nằm sát đất á, nó lòi hai con mắt lên thôi. Hai anh em Pháp nãy giờ chạy đúng cái ổ ghẹ của nó luôn á cô chú anh chị. Nó cứ nằm lai dai con hai con.
Pháp moi được một con cá mó nữa, rất là to nha. Chỗ này thì Pháp chỉ được một con cá thẩn nè. Là cá thẩn này nướng mỏi ăn rất là ngon. Em Kiệt thì bắt được thêm một con cá mó nữa luôn rồi. Pháp thì cũng bắt được thêm một con nữa luôn. Cô chú anh chị mình nhìn xem này, đây là cái con mèo nước nó bơi này, sinh vật biển á, rất là đẹp quá. Giờ thì cũng đã tới giờ lên ghe chạy vào bờ rồi cô chú anh chị. Hai anh em Pháp bắt cả một dợt cá và một dợt nghĩa luôn, với lại hai con sò nữa. Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video của Pháp nha. Giờ lên xe mình đã thôi. Ghe thì đang chạy vào này cô chú anh chị, do đường xa nên mấy anh em Pháp lên chạy sớm. Cá thì ngày hôm nay này, hai anh em Pháp bắt này, rất là nhiều cá luôn. Cá mó này cô chú anh chị tầm khoảng 6 kg cá mó. Cá thẩn thì được 5 con, cá đuối diêm thì được mấy con thôi. Nhìn cá nó rất là tươi luôn. Mấy anh em Pháp đi á thì bỏ theo 2 bị đá. Khi nào mà lên có cá thì bỏ vào cho nó tư á cô chú anh chị. Chứ mà mình bỏ không bỏ đá thì nó sẽ ương nha. Đây là một bị bạch tuộc của hai anh em Pháp bắt này. Ghẹ hôm nay thì cũng được mấy con. Một con ghẹ xanh này, hai con ghẹ xanh này. Hai con ghẹ xanh và hai con ghẹ cá nha. Đó, hai con ghẹ cá. Ghẹ mặt trăng này, hôm nay hai anh em cũng bắt này. Con ghẹ mặt trăng nó yếu lắm cô chú anh chị. Khi mà bắt nó lên á, Pháp có giọng xuống dưới nước luôn, nhưng mà nó vẫn chết nha. Được gần nửa xô ghẹ mặt trăng á. Sò dương hôm nay này, hai anh em này cũng tầm khoảng 6-7 kg gì đó cô chú anh chị. Hôm nay thì hai anh em bội thu rồi. Sò mai hôm nay thì hai anh em bắt cũng được 2 kg sò mai thôi. Sò ốc mỡ, sò bánh chén này, hai anh em thì cũng bắt được một tấm. Đó cũng là thành quả của hai anh em Pháp ngày hôm nay nha. Giờ là lúc Pháp cùng với em Kiệt lấy hải sản để luộc ăn cơm này, luộc một son ghẹ với lại có 3 con sò dương. Em Kiệt nói thì cũng lâu rồi chưa có thưởng thức sò dương nên Pháp lấy 3 con, 3 anh em 3 con nha. Son sò của Pháp thì cũng đã chín rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn ha. Bắt lên rồi luộc ăn luôn, nhìn đã không? Pháp thì cũng mới vô bờ thôi cô chú anh chị. Giờ đang chuẩn bị ăn cơm nha. Hôm nay thì Pháp cùng với em chị lấy mỗi người một con sò dương này, vậy này, với lại cá chua. Thôi giờ Pháp mời cô chú anh chị mình ăn cơm với ba anh em Pháp nha, với con sò ngòi Kiệt. Đây sò dương đây. Lâu chưa ăn lại à? Chà, lâu rồi. Lắm luôn á. Chứ đâu dám ăn đâu anh Kiệt. Coi chừng có cá. Đây,
cả nhà. Và thứ nó dai là nó giòn bằng sò dưa kia. Còn nó dai nó có dai nó giòn. Sò dưa láng nó giòn ha. Dưới ảo quá. Quý ba, tôi làm với ông dưới kia. Việc thưởng thức con sò dương láng với con sò dương đây thì nó như thế nào hả? Con nào nó ngon? Con đây đúng mặt thì con đây dĩa. Con dương láng thì nó chỉ dĩa tiền hơn. Con này giòn. Giòn hả? Ngon. Thì em lại thấy con đây ngon hơn. Con dĩa tiền thì nó ngon hơn ha? Con này thấy ngon hơn. Phải mời cả nhà mình nha. Con này nó dai á, nó hơi dai, nó ngọt, nó đậm đặc hơn là cái con sò dương láng. Ngày nào không ăn gì ngán kịp không ha? Không, đặt là cái gì nhặt nó đã đặt xong. Chặt đạm á, chặt dâu á. Đó, nó liền luôn. Mấy đi bắt hàng chọn mà đúng không kịp? Bắt bớt cho nó cứng mình lấy. Hàng chọn á, chú anh chị nên nó gặt không? Chắc thịt. Còn mấy con ớt là hai anh em tả. Xíu là tả. Hôm nay gặp dĩa ớt cũng nhiều quá kìa. Bớp là nó mềm tả hết. Đã dọn dẹp xong rồi cô chú anh chị. Giờ vào bờ nghỉ ngơi phỉ thôi. Ngày mai đi làm tiếp. Video lặn biển của Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây nha. Pháp giáo mong cả nhà mình cho Pháp xin một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Pháp. Pháp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Giờ hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha. Điệt.